Theo đó, tổng diện tích hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2021 ở địa phương khoảng 100 hecta, trong đó có gần 85 hecta là hoa cúc các loại, 15 hecta hoa ly, 1,5 hecta các tường và một số loại hoa khác. Với hoa cúc, năm nay bà con nông dân phường 12 đã mạnh dạn chuyển đổi từ những giống hoa trước kia sang giống Calimero và giống cúc đóa cánh dài để hạn chế dịch bệnh. Ngoài ra, người dân ở đây còn có biện pháp chắn lưới để diệt côn trùng gây hại cho cây hoa. Theo một số người dân trồng hoa tại làng hoa Thái Phiên, phường 12, hoa Tết năm nay hy vọng sẽ được giá cao vì các tỉnh miền Trung diện tích trồng hoa giảm do ảnh hưởng của lũ lụt và không khí lạnh trong thời gian vừa qua.